Tin bóng đá trưa ngày 21 tháng 9, Ronaldo gây sốt với màn ăn mừng kỳ lạ. Ronaldo tiếp tục duy trì phong độ cao với việc nổ súng giúp Anas thắng Al Ettifaq 3-0. Ronaldo chạm mốc 7 bàn thắng và có thêm 2 kiến tạo sau 8 trận ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia mùa này. Đáng chú ý, sau khi ghi bàn trên chấm 11m, Ronaldo thực hiện màn nhảy xoay trên không trung rồi xoay người ăn mừng quen thuộc. Sau đó, giơ 3 ngón tay lên hướng về khán đài. Sau khi chạy về phía khán đài, Ronaldo nở nụ cười rạng rỡ trên môi, giơ 3 ngón tay lên hướng về con trai Cristiano Junior, 14 tuổi. Theo ESPN, cử chỉ của Ronaldo xuất hiện sau khi con trai của anh ghi 2 bàn thắng cho đội trẻ của Anas, nghĩa là họ đã cùng nhau có được 3 bàn. Cầu thủ trẻ này đã ghi bàn cho đội U15 của câu lạc bộ trong chiến thắng 4-0 cho Al-Qassia. Vài giờ sau, con trai Ronaldo đã có mặt trên khán đài để xem cha mình hạ gục đối thủ, một hành động cực kỳ ý nghĩa của CR7 dành cho con trai. Pep kêu gọi cầu thủ đình công ngay trước đại chiến Arsenal. Trong bối cảnh lịch thi đấu bóng đá ngày càng trở nên dày đặc, huấn luyện viên Pep Guardiola của Man City đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng của các cầu thủ có thể đình công để phản đối tình trạng này. Phát biểu trước trận đấu quan trọng với Arsenal vào chủ nhật, Pep Guardiola nhấn mạnh rằng chỉ có các cầu thủ mới có thể tạo ra sự thay đổi thực sự trong vấn đề này. Ông nói: "Tôi đồng ý rằng có nhiều tiếng nói đang nói về các cầu thủ. Nếu có điều gì đó thay đổi, thì nó luôn đến từ các cầu thủ. Họ là những người duy nhất có thể thay đổi điều gì đó." Pep cũng lưu ý rằng vấn đề này không chỉ xảy ra ở Anh mà là vấn đề toàn cầu. Ông chia sẻ: "Những người thay đổi điều này chỉ có thể là các cầu thủ. Tôi tin rằng họ sẽ điều chỉnh để làm cho trận đấu hấp dẫn hơn. Và không chỉ Rory mà còn nhiều cầu thủ khác, không chỉ ở nước Anh mà trên toàn thế giới đã bắt đầu lên tiếng. Chúng ta sẽ chờ xem." Ten Hag chỉnh đốn Rashford. "Tôi nghĩ Rashford hiểu vấn đề lối sống quan trọng như thế nào đối với phong độ trên sân. Có lẽ mọi cầu thủ đều biết điều đó. Vì khi lối sống không đúng mực, họ sẽ không thể thi đấu tốt." Daily Mail dẫn lời phát biểu của Erik Ten Hag hôm 20 tháng 9. Sau trận thua 0-3 của Man United trước Man City hồi tháng 10 năm ngoái, Rashford đã bị huấn luyện viên Ten Hag khiển trách vì bỏ tập sau 12 giờ tiệc tùng ở Belfast. Tiền đạo này cũng bắt đầu đi hộp đêm sau thất bại ở trận derby Manchester. Trần Xuân sinh năm 1997 nỗ lực lấy lại phong độ trong mùa giải này. Hai trận đấu gần nhất, anh nổ súng 3 lần. Và theo Ten Hag, cầu thủ này có thể mang lại hình ảnh tốt nhất nếu như duy trì được lối sống đúng đắn. "Cô ấy sẽ không đạt trình độ cao nhất nếu không có cuộc sống lành mạnh và kỷ luật bên ngoài. Cô ấy cần sự giúp đỡ và ủng hộ. Nhưng trên hết, phải tự sắp xếp cuộc sống của mình, luôn có thái độ tập luyện và thi đấu đúng đắn. Nếu giữ được sự chuyên nghiệp, Rashford sẽ trở lại đẳng cấp cao nhất. Cô ấy có khởi đầu tốt trong mùa giải này. Giờ là lúc họ duy trì và tiến bộ." Messi khẳng định chỉ xin áo đấu của Zidane. Huyền thoại bóng đá người Argentina là Lionel Messi từng có nhiều năm chơi bóng cho câu lạc bộ Barcelona. Trong suốt quãng thời gian đó, Blaugrana và Real Madrid luôn có sự cạnh tranh gay gắt ở cả La Liga và Champions League. Trong những trận đấu giữa họ luôn vô cùng căng thẳng, từng đối đầu với nhiều huyền thoại của Los Blancos như Cristiano Ronaldo hay Sergio Ramos. Nhưng thực tế là Messi chỉ xin áo đấu của một người, đó chính là Zinedine Zidane. Phát biểu với tài xỉ Sport qua Sport Bible, cựu ngôi sao của Barcelona và Paris Saint-Germain tiết lộ về điều đó. Người từng giành 8 quả bóng vàng khẳng định Zidane là người duy nhất mà anh từng tiếp cận sau trận để xin đổi áo. Anh nói rằng: "Tôi không xin áo đấu, tôi thường đổi áo đấu. Nhưng tôi đã hỏi Zidane một lần, nếu có một cầu thủ người Argentina trong đội hình Real Madrid, tôi sẽ đổi áo đấu về anh ấy. Nhưng trừ khi có người yêu cầu, tôi sẽ không hỏi bất kỳ ai." Pep Guardiola tiếc cho Martin Odegaard. Đầu tuần này, Mikel Arteta xác nhận rằng chấn thương mặt cá chân của đội trưởng Arsenal là nghiêm trọng. Có thông tin cho biết anh sẽ phải nằm phòng điều trị trong 8 tuần tới. Mặc dù Arteta có những lựa chọn để thay thế tiền vệ tấn công này, nhưng Arsenal dường như thiếu đi sự sáng tạo trong hai trận đấu mà anh vắng mặt cho đến nay. Cụ thể là trận thắng ở derby Bắc London và trận hòa không đều tại Atalanta tại Champions League. Martin Odegaard sẽ vắng mặt trong một số trận đấu lớn, bao gồm trận đấu với Man City. Và huấn luyện viên Pep Guardiola cho biết ông rất buồn khi đội bóng của mình sẽ không có cơ hội để đối đầu với cầu thủ xuất sắc này. Pep nói: "Tôi rất tiếc cho anh ấy. Tôi luôn thích đối đầu với đội hình lớn nhất, mạnh nhất. Odegaard là đội trưởng của Arsenal và mọi người đều biết anh ấy là một cầu thủ quan trọng và xuất sắc. Tất nhiên, anh ấy là một cầu thủ quan trọng, nhưng năm này qua năm khác, Arsenal càng ngày tốt hơn vì họ đầu tư rất nhiều vào chiều sâu đội hình." Arsenal quay lại với Dusan Vlahovic. Pháo thủ từng tha thiết chiêu mộ một trung phong mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024. Mặc dù được liên kết với nhiều cái tên, nhưng cuối cùng họ đã không thể hoàn tất thỏa thuận nào. Giờ đây, theo báo cáo từ Tutto Juve, Arsenal đang có kế hoạch kiếp đồng với một tiền đạo mới vào mùa hè năm sau. Trong đó, Vlahovic một lần nữa nằm trong tầm ngắm của pháo thủ. Juventus đã không ngăn cản cầu thủ người Serbia này ra đi nếu nhận được lời đề nghị khoảng 50 triệu bảng Anh. Câu lạc bộ Bắc London có mối quan tâm lâu dài đối với Vlahovic từ khi anh ấy còn ở Fiorentina. Dù có tiềm năng to lớn, cầu thủ 24 tuổi này đã không thể phát triển sự nghiệp của mình tại sân vận động Allianz vài năm qua. Dù sao, Vlahovic vẫn còn rất trẻ và có nhiều thời gian để phát huy hết tiềm năng của mình trong tương lai.
Anh có thể là sự bổ sung tuyệt vời cho pháo thủ khi nhanh nhẹn, mạnh mẽ, không chiến tốt và có khả năng săn bàn đa dạng. Barca đang tiến hành gia hạn hợp đồng với Pedri. Gã khổng lồ sự Catalan muốn gia hạn hợp đồng với Pedri bằng mọi giá và hiện đang đàm phán một thỏa thuận mới cho cầu thủ 21 tuổi này. Thỏa thuận hiện tại của Pedri sẽ hết hạn vào năm 2026 và câu lạc bộ được cho là đang quyết tâm bảo đảm tương lai lâu dài của anh, bất chấp những vấn đề về chấn thương. Tiền vệ sinh năm 2002 này trải qua quãng thời gian khó khăn những năm gần đây, thậm chí còn dẫn đến suy đoán rằng Barcelona có thể sẽ tìm cách bán anh. Nhưng báo cáo cho biết, ban lãnh đạo rất muốn anh ở lại. Sự xuất hiện của Hansi Flick và các trợ lý của ông, bao gồm Julio Tous, người được cho là đã giúp cải thiện tình trạng thể chất của Pedri, đã mang đến niềm tin cho cầu thủ này. Pedri gần đây đã thừa nhận rằng đội đang làm việc chăm chỉ hơn nhiều và nói thêm rằng càng huấn luyện viên thể chất đã đến và giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Hợp đồng hiện tại của Pedri có điều khoản giải phóng lên tới 1 tỷ euro và con số này dự kiến sẽ được tăng lên trong bản hợp đồng mới. Chelsea sẵn sàng chiêu mộ Koundé ngay tháng 1. Kể từ thời điểm quyết định chuyển sang khoác áo Barcelona, Jules Koundé đã đóng vai trò quan trọng nơi hàng phòng ngự của đội bóng xứ Catalan. Cầu thủ người Pháp thậm chí còn sẵn sàng đảm nhận vị trí trung vệ hoặc hậu vệ phải trong hai mùa giải gần đây. Chính những màn trình diễn tương đối ấn tượng đó đã giúp cầu thủ này thu hút sự quan tâm đến từ một vài đội bóng lớn. Theo Sport, Chelsea đang quan tâm đến việc kiếp đồng với Jules Koundé ở kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, mặc dù đã đầu tư tới 800 triệu euro ở cả hai kỳ chuyển nhượng mùa hè gần đây. Ban lãnh đạo The Blues dường như vẫn không hài lòng với tình hình hiện tại, đặc biệt là ở vị trí của Reece James, người thường xuyên vắng mặt dài hạn vì chấn thương. Vì vậy, Chelsea đang tìm kiếm sự tăng cường cho vị trí hậu vệ phải vào tháng 1 và Enzo Maresca coi Jules Koundé là mục tiêu hàng đầu. Trung vệ thuộc biên chế Barcelona dự kiến sẽ khiến cho đại diện tây London tiêu tốn khoảng 60 triệu euro. Nóng do lý do Rabiot không đến Man United, Liverpool. Ngôi sao người Pháp trải qua hơn 2 tháng thất nghiệp sau khi rời Juventus hồi cuối tháng 6 vì đáo hạn hợp đồng. Trước khi hồi hương, đầu quân cho câu lạc bộ thành phố cảng, cầu thủ 29 tuổi đã dính hàng loạt tin đồn gia nhập các đội bóng khác nhau trên khắp thế giới. Nổi bật có hai ông lớn đến từ Premier League là Manchester United và Liverpool. Mới đây, trước buổi bình luận trên sóng Cao Offside, nhà báo Fabrizio Romano đã tiết lộ lý do cựu sao Piazzi không đến Anh chơi bóng. Đã có nhiều lời hỏi mua đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia, nhưng Rabiot chỉ muốn gia nhập một câu lạc bộ thuộc nhóm 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Premier League là ước mơ của cậu ấy, nhưng những đòi hỏi quá cao về tiền lương khiến các câu lạc bộ e rè.